Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy nhá. Xong bây giờ các em cứ trong quá trình mà thầy dạy các em cứ xem lại đi. Sau đó là tí nữa thầy lại tiếp tục cái chuyên mục mà thầy gửi cho các em. Được chưa? Thế bây giờ là các em đều học đến cái phần mà các em đều học đến cái phần Ankin rồi. Thế nên là hôm nay mình bắt đầu mình livestream giải Ankin. Và mình chữa xong Ankin thì mình mới nghỉ. Thì 115 bạn đang theo dõi cái livestream, thầy nhớ xem lại video livestream để tường. Xong rồi là inbox cho thầy để mà thầy gửi tài liệu cho các em nhé, chia dạng chi tiết Ankin. Nào, thế mình có này, cái bài ngày hôm nay này, dãy đồng đẳng của acetylen là này. Các em comment đáp án nhá. Các em nhớ comment đáp án xuống phía dưới. Nhớ comment đáp án. Ra nào, xem những bạn nào mà comment đầu tiên. Mình có nhá, những hydrocarbon có công thức tổng quát. Acetylen là những hydrocarbon có công thức tổng quát CnHn-2, N lớn bằng 2, tạm ổn. Những hydrocarbon không no qua liên kết pi, cái này chưa chắc. Ví dụ như là anh ăn KDN có 2 nối đuôi CC thì sao, nhưng loại này sai. Những hydrocarbon không no chứa liên kết 3, tạm ổn. Nhưng mà những hydrocarbon không no CnHn-2 N lớn hơn bằng 2 có liên kết 3, cái này đúng nhất. Vậy đáp án đúng phải đáp án C. Tại sao thằng C này chưa đúng? Tại vì là không no có chứa liên kết 3, không có mạch hở, nó phải mạch hở. Những hydrocarbon có công thức tổng quát là CnHn-2 chưa chắc. Những hydrocarbon không no này, CnHn-2 N lớn bằng 2 liên kết 3, cái này mới đúng. Đúng đáp án D. Được chưa? Câu số 2. Cho các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng. Đấy, các em lưu ý nhé, cái cụm từ ở đây là bao nhiêu phát biểu đúng, các em đừng để bị nhầm. Wow. Bích Nguyễn này, Tài Nguyễn này, Văn Hoàn này, Long Vũ này, Trần Huế này, Phạm Thị Vân, Tim Nguyễn, Long Vũ, anh Tuấn. Mờ lắm. Thầy, cái máy của thầy nét căng em ạ. Em nhìn không? Đây, của thầy nét căng luôn. Cái này là chắc là do máy của em rồi. Thầy đang sử dụng song song với mạng nhà thầy mà. Đấy, các em nhớ xe lại về tường nhé. Giờ thầy chữa đến câu số 10. Xe lại về tường này. Xong rồi là inbox cho thầy này. Sau đó là thầy chữa đến câu số 10 thì lại tiếp tục gửi tin nhắn nhá. Có bao nhiêu hydrocarbon mạch hở C5H8 không kể đồng phân hình học. Đấy. Thế mình nhớ này này. Cái thằng mà có dạng là CnH2N-2 ấy, thì phải nhớ đồng phân ankin và đồng phân ankadien. Nếu đề bài hỏi là hydrocarbon mạch hở. Thế ở đây đề bài hỏi chúng ta là hydrocarbon mạch hở rồi. Vậy là mình phải xét giữa cả thằng ankin và thằng ankadien để thầy lấy tờ giấy nháp. Các em comment đáp án đi trong lúc thầy lấy giấy nháp. Ok. Giấy nháp đây rồi. Chào Thúy Hải, nhỏ quá em. Em xoay ngang màn hình cho to đấy. Cái này thì dễ mà, thầy cố gắng photo to phạc rồi. Màn hình của thầy nhìn to lắm. Không kể đồng phân hình học nhá. C5H8 này. Thế là đầu tiên mình xét về đồng phân ankin thì là mạch C5 này. 5 cộng 0 này. 4 cộng 1 này. 3 cộng 1 cộng 1 này. Các em nhìn rõ không nhỉ? 3 cộng 1 cộng 1 này. Thế này có trục đối xứng này. 1 2 đúng không? Anh này có trục đối xứng này. Nhưng mà không thể điền đây được này. Nếu điền đây thì hóa trị 5 này, 1 thêm 2 đúng không? Đây là hóa trị 3 rồi nhá. Thêm 2 vạch đây là 5 này. Vứt này, vứt đây, vứt đây. 3 này, anh này càng không được. Vậy là 3 đồng phân ankin. 3 đồng phân ankin. Sang đồng phân ankadien này. Sang đồng phân ankadien. Nó đôi cắm đây này. Được chưa? Thì là 1 2 3 này. Tiếp tục này. Nó đưa cắm đây này. Thế đây là hóa trị 4 rồi nhá. Vậy chị anh này chất số 4 này. Tiếp tục này. Nó đưa cắm đây này. Thế này chất số 5 này. Được chưa? Các em nhìn rõ chưa? Anh này chất số 5 này. Đấy nhá. Mạch anh này thì không thể cái phun hóa trị đâu. Đúng chưa? Không kể đồng phân hình học. Vậy mình có là 3 ankin cộng với lại 5 ankadien. Nhìn chưa? Vậy là 3 cộng 5 thì bằng 8. Thầy đáp án đúng, mình đáp án B cơ. Trang ơi, không xét đồng phân hình học mà Trang. Huyền Trang, Văn Hoàng. Này, không xét đồng phân hình học. Chứ nếu xét đồng phân hình học thì đúng là như em bảo. Nhưng mà em chú ý này, không kể đồng phân hình học, tức là không tính đồng phân hình học Trang. Trang lưu ý nhé, bỏ cái thằng đồng phân hình học ra. Được chưa? Mình có 3 ankin này nhá. Tiếp tục này, ankadien này, 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, nhìn rõ chưa? Ở đây không điền được nhá. Thế chỉ có 5 thôi. Được chưa? Thế thì 5 thì là 5 cộng với lại 3 thì là có 8.
Ok, các em hiểu bài không? Các em hiểu bài không nhỉ? À, 130 anh em đang theo dõi live stream đấy, có hiểu bài không? Tiếp tục nhé. C4H6 mà trong phân tử chứa 2 đến chất pi thì cũng tương tự chia thành ankin và ankadien. Tương tự. À ừ nhỉ, câu 2 chưa chữa. Ồ, Văn Hoàn nhìn tinh thế. Thế từ từ để thầy chữa xong câu 4 rồi thầy chữa câu 2. Nhá, thầy chữa xong câu 4 rồi thầy chữa sang câu 2. C4H6 thì ankin này. Mạch C4. Trục đối xứng 1, 2. Mạch 3 cộng 1, 1, 2, 3 rồi. Nếu điền thêm 2 vạch này thành hóa trị 5 không được. Ankadien. Đây là chất số 1, đây là chất số 2 này. Mạch 3 này, nếu cắm một đôi đây không cắm được vào nữa. Vậy là có 2 ankin, 2 ankadien. Ở đây có bao nhiêu chất cùng công thức phân tử? Vậy là xét cả đồng phân hình học. Đối nối đôi vào mạch, nối đôi vào mạch. Không có, không có đồng phân hình học. Vậy là có 4 nhá. Có thể nói chậm lắm rồi Lưu Hà Vi ạ. Không hiểu á. Chỗ phần đồng phân này thì chắc em phải học thầy từ đầu. Nên chắc sắp tới thầy định mở khóa live VIP cho các em học. Những bạn nào mà không hiểu thì hơi không nhìn thấy. À, Doãn Trường Phát em bảo nãy giờ. Bây giờ thầy quay trở lại câu số 2 này. Bây giờ thầy giảng chậm chậm lại nhá, các em cùng nghe nhé. Câu số 2 này. Ankin có số đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí liên kết 3. Ankin này có đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí liên kết 3. Em vào nhìn xong. Có đồng phân mạch carbon đúng này. Đồng phân vị trí liên kết 3 cũng đúng luôn. Nhá. Vậy là một đúng. Ứng với công thức CaH2 chỉ có một công thức cấu tạo. Em non thầy vẽ này. Đúng một công thức cấu tạo chưa? Phải đúng tiếp này. Tại vì là cái anh này thì nó không có thằng C9 đâu. Đấy. Ứng với C5H8 có 9 công thức cấu tạo. Em nhìn nhé. Công thức cấu tạo thì là không xét hình học. Thế vừa nãy mình vừa chứng minh xong này. 3 cộng 5 không xét hình học là có 8 thôi. 9 đồng phân. Vậy là 3 sai này. Phải là 8 công thức cấu tạo. Nhá. Tiếp tục này. Ankin và ankadien có cùng số nguyên tử carbon là đồng phân nhau. Cái này đúng. Bởi vì cùng công thức phân tử là CnH2n-2. Chất đồng công thức phân tử C3H4 phải là ankin. Không phải. Nó có thể là ankadien. Đây nhá. H2 này. C3H4. Thằng này sai. Được chưa? Đấy, vậy mình có này. 1, 2, 3, 3 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Ok chưa? Bạn Trần Văn Vin hỏi là không phải câu 4 liên kết ankadien là 3 liên kết à thầy? Thầy không hiểu em hỏi câu gì em ạ. Thầy không hiểu đi nói ý gì. Nhá, câu 2 đáp án C. Chính xác, Phạm Mỹ Vân đúng. Không xét tech pen em ạ. Tech pen không thi đại học nhá. Tech pen không thi đại học thì mình không xét. Được chưa? Mình sang câu số 5. Có bao nhiêu ankin có công thức phân tử C6H10? Ankin có công thức phân tử C6H10. Thầy giảng chậm lại cái anken và đồng phân rồi. Ok, bây giờ thầy giảng tiếp đây. Giảng chậm nhá. Kim Thoa đấy mà nghe chưa, có gì chưa hiểu thì Kim Thoa tẹo nữa. Kim Thoa vào cái phần xem lại được không? Được chưa? Bây giờ thầy sẽ nói chậm chậm lại cho các em. Vừa nãy là thầy nói để cho các bạn cũng có thể nghe thấy nhá. Bây giờ thầy sẽ nói chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng nghe nhá. Nào mình tiếp. Mình tiếp nào. Nào các em cùng comment tiếp. Câu C6H10 có bao nhiêu đồng phân? Câu C6H10 có bao nhiêu đồng phân thì nghe vẻ hơi khó. Không biết là bao nhiêu bạn làm là đúng nhá. C6H10 có bao nhiêu đồng phân? C6H10 có bao nhiêu đồng phân ankin này? Các em chú ý này. Đồng phân ankin này. C6 này. 2, 3, 4, 5, 6 nhé. Trục đối xứng này. Liên kết 3 đánh vào đây này. Là 1 này. 2 này. 3 này. Mạch có 5 carbon này. Thì có hoặc anh này. Hoặc anh này. Được chưa? Thế thì liên kết 3 không điền vào đây được. Bởi nếu điền lên thêm 2 liên kết thì thằng này là đang hóa trị 3 này nhé.
thêm 2 nữa là hóa trị 5. Không điền ở đây, không điền đây, không điền đây. Ở đây là 4, đây là 5. Được chưa? Anh này có trục đối xứng này. Tương tự anh này không thể điền vào đây, không thể điền đây, không thể điền đây được. Vậy là 6, 6. Được chưa? Mạch C4 nhé. Mạch C4 này. Mạch C4 này. Anh này và anh này. Hóa trị 4 rồi, không điền được. Đây anh số 7. Đúng chưa? Tiếp tục mình còn mạch một mạch C4 nữa. Mình còn một mạch C4 nữa. Đây. Trục đối xứng. Trục đối xứng. Nhưng anh này đang hóa trị 3 rồi. Không thể điền được bất kỳ một liên kết 3 nào vào đây nữa. Vậy mình chỉ có mấy thôi nhỉ? 7 ăn kim thôi. Vậy đáp án đúng rồi. Là đáp án B. Được chưa? Được chưa? Ok. Văn Hoàn C5H8 có 5 công thức cấu tạo. Ok, để thầy chiều Văn Hoàn thì vẽ lại nhá. Khổ lắm. C5H8 đây. Bạn Văn Hoàn mà vẫn đang thắc mắc em ạ, để nhân thầy chữa lại cho em ấy. C5H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo? Các em lưu ý nha, cấu tạo là không xét hình học. Nhớ chưa? Vậy này, C5 này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Trục đối xứng này. 1, 2 nhá. Mình xét về ăn kim trước. Trục đối xứng này. Đây, đây, đây không điền được này. 3 này. Sang ăn KDN này. 5 này. Được chưa? Một nối đôi nằm đây này. Đây này là 1, 2, 3 này. Nối đôi nằm đây này. Anh này là trục đối xứng này. Anh này là 4 này. Nối đôi nằm đây này. Anh này là 5 này. Nối đôi nằm đây này. Anh này là 6. Ơ, 6 cộng 3 là 9 à? Ơ, thế hôm nay thầy thiếu thằng nào ấy nhỉ? Không xét hình học đúng rồi. 9, ơ thế thì hôm nay thầy thiếu thằng nào ấy nhỉ? Thầy cũng không nhớ rõ là lúc đấy thầy thiếu. Ừ, sorry các em, Thủy Linh C5H8 có 9 công thức cấu tạo. Sorry Hoàng, sorry Văn Hoàng. Ừ, vừa nãy thầy không biết thế nào mà thầy lại nhầm. 9 công thức cấu tạo là đúng. Sorry cả nhà nhá. Vậy thì cái câu số 2 của mình, đáp án đúng của mình phải là 1, 2, 3, 4. Và đáp án đúng phải là đáp án B. Được chưa? Vậy thì ở đây mình có rằng là C5H8 không kể đồng phân hình học thì nó sẽ có câu 3 là đáp án C. Nhá, xin lỗi cả nhà. Hello Trần Thanh Huyền. Vừa nãy cho thầy tính nhầm, nhắc lại này. C5H8 đây. Ankin là có 3, Ankadien là có 6. Vậy là 3 cộng 6 là 9. Được chưa? Các em nhớ cái chỗ này nhá. Câu 6 này, sang phần gọi tên. Trần Thanh Huyền vào muộn không sao. Em chỉ cần xe lại về tường thôi. Xe lại về tường thì chốc nữa mình có thể xem lại được từ đầu. Ở đây thầy vừa có cái nhầm lẫn một chút về cái câu số 2 với câu số 3, các em chú ý nhá. Ừ ok, thank you cậu Độc. Ừ. Câu số 6. Ok, cảm ơn Hoàn rồi. Câu số 6, tên gọi. Tên gọi anh này có tên là gì? Mình xem nhá. C này. C này. Nối 3 C này. C này. 1 2 3 này. Giờ mình đánh số này. 1 2 3 4 5. Vậy anh này mình phải đánh số ưu tiên thằng liên kết 3 trước các em nhá. Mình phải đánh số ưu tiên thằng liên kết 3 trước. Vậy đây mình sẽ có này. 4 này. 1 thằng 4 này. 2 thằng 4 này. Vậy đây là 4,4 dimetin. Vậy là 2,2 vứt. 2,2 vứt. 4,4 dimetin này. 4,4 dimetin này. Xem nào. Mẹ em phải bón phân. 5 vậy là pen. Penter. Phải bỏ bút. Penter. 2 in. Đúng chính xác. Đáp án đúng đáp án gì? Được chưa? Em comment tiếp cho thầy đáp án câu số 7 nè. Câu số 7 nè. Câu số 7 đáp án gì bây giờ nhỉ? Câu số 7 đáp án gì? Các em comment đáp án câu số 7 cho nào. Hello. Chào cả nhà. Cả nhà nhớ share lại video live stream của thầy lên trên trang cá nhân nhá. Để nhận được tài liệu nha.
Ok. 7, anh này có tên là gì? Mình vẽ này. C, C, nối 3, C. Và anh này là mẹ em phải. Pro, Propin. Đáp án đúng, đáp án A. Ok, Văn Hoàng đúng, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên đúng, Duyên Sally Ngọc Hiếu chính xác, rất tốt, Nguyễn Dự đúng. Chính xác câu tiếp theo, câu số 8. Dimethyl acetylene là chất nào sau đây? Thế thì acetylene là này này. Dimethyl là thêm nhóm CH3 đầu này, thêm nhóm CH3 đầu này nữa. Vậy thì chỉ có một anh thỏa mãn thôi, đúng không? Đáp án đúng của mình là đáp án. Đáp án gì? Đáp án gì các em nhỉ? Đáp án D. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 9 nha. Ủa, tối nay đội 2K2 sao xem đuối nhỉ? Mọi hôm lên được hơn 200 bạn mà hôm nay được có 117 bạn, mà rõ ràng là thầy đã dành giờ vàng cho các em theo dõi rồi. Hay là thầy lại để 2K2 xong rồi thầy đi live stream cho 2K1. Khả năng cao khéo phải vậy. Khả năng cao khéo thầy đi live stream cho 2K1. 2K2 này đuối lắm, đúng không? 2K2 đuối lắm. Này thả đi live stream cho 2K1 thích hơn, bọn 2K1 nó thích thầy đi live stream. Ok. Mình tiếp nhé. Câu số 9. Câu số 9. Tên thay thế của nó, non để vẽ này. C này, C này, C này. 1 2 3 C C này. 1 2 3 4 5. Thì anh này là 4-metin. 4-metin. Gạch ngang này. Mẹ em phải bón phân. Penta. 2 in. Được chưa? 4-metin penta 2 in. 4-metin penta 2 in. Được chưa? Đấy. À đâu, chết. Câu 7 à? Câu 7 vừa nãy có bạn nào bảo đây? Methyl acetylene đúng. À, giờ thầy mới nhìn. Rồi, methyl acetylene đúng. Sorry em. 7, methyl acetylene cả A, C là đúng. Đúng, chính xác. Sorry. A và C đúng. Câu số 9, và anh này là 4 methyl pentahyne. 4 methyl pentahyne. Vậy, đáp án đúng của mình là đáp án C. 4 methyl pentahyne. Được chưa? Tiếp nha. Mình sang câu tiếp theo, câu số 10. 4,4 dimethyl hex 1 in. Hex là 6. 4 5 6. Hex 1 in này. 4,4 dimethyl. 1 2 3 4. Vậy dimethyl đây. Hex 1 in. Vậy nối 3 phải nằm đầu mạch. Thằng này nằm giữa vứt. Thằng này nằm đầu mạch được, thằng này nằm đầu mạch được. Nhưng mà có hai nhóm CH3 cắm ở vị trí carbon 1, 2, 3. Đúng chưa? Sẽ là 1, 2, 3, không có 4. Đây, thằng này không, không có hai carbon cắm. 1, 2, 3, 4. Đúng, có hai. Nhưng cái đuôi của nó phải là đuôi CH5. Đây là cái đuôi CH3. Vì vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Cả ABC đều sai. Wow, Nguyễn Đức Anh đúng chính xác, Nguyễn Dự đúng chính xác. Ok. Rin chính xác, tốt, chính xác. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 11 nào. Sang phần tính chất hóa học. Tính chất hóa học của ankin khá là khó, đúng không? Đấy, nhiều bạn yêu cầu thầy hôm nọ thầy đặt một cái câu hỏi là có bao nhiêu bạn cần thầy livestream phần ankin. Thế là có rất rất nhiều bạn yêu cầu là thầy chữa phần ankin cho các em. Thế nên là hôm nay thầy mới có cái buổi livestream này để mà thầy cùng chữa cái thằng ankin cho cả nhà. Thế thì những bạn nào mà cần tài liệu bây giờ thầy sẽ tiếp tục xem là thầy check. Các em đợi một tẹo nha. Những bạn nào mà share video livestream của thầy về tường này, sau đó inbox cho thầy là thầy sẽ gửi tài liệu cho. Để em thầy xem những bạn ạ. Thoa vi vu này. Tài liệu này gửi cho Thoa Vivu này. Đấy, các em nhanh tay nhá, xe lại về tường xong rồi inbox cho thầy. Duyên Sally này, nhớ là phải xe sau đó là inbox cho thầy. Ok này, Duyên Sally này, Cu Tu Đức này, Đức Cu Tu này,
Đây. Đấy. Anh Hoàng này. Chào anh Hoàng này. Đấy. Những bạn nào mà share video live stream này của thầy này, xong rồi inbox cho thầy là thầy ngay tức thì gửi tài liệu cho luôn. Nhanh nhanh lên các em ạ, nếu mà không không tẹo nữa là thầy bị chặn chặn gửi tin nhắn là thầy cũng chịu ấy. Nhớ phải share nhá. U sao? Rồi, ok. Thầy lại tiếp tục live stream tiếp, chữa bài tiếp cho các em. Nha. Tiếp tục sang câu số 11. Tiếp tục sang câu số 11. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Dung dịch AgNO3 trong amoniac có môi trường 3 giờ. Đúng, amoniac là NH3. Sẵn sàng môi trường 3 giờ. Chính xác. Các ankin cháy tỏa nhiều nhiệt và cho NCO2 lớn hơn ở nước. Mình viết phương trình cháy ankin. CnH2n trừ 2 cộng oxy thì tạo thành NCO2 cộng với N trừ 1 H2O. Vậy mình thấy này, nếu số mol ankin cháy là 1 thì số mol CO2 là N, thì số mol nước là N trừ 1. Vậy có phải là NCO2 luôn lớn ở nước chưa? Vậy 2 đúng. 1 đúng, 2 đúng. Nguyên tử hydro đính vào carbon mang liên kết 3 có tính linh động cao. Hydro đính vào carbon mang liên kết 3 còn được gọi là hydro linh động nên có tính linh động cao là chính xác. 3 đúng. 4. Phản ứng cộng ankin không tuân theo Markovnikov. Sai, tuân theo. Cứ bắt đối xứng là có. Chỉ acetylen khi cộng nước mới thu được anhít. Acetylen cộng nước thì thu được anhít. Đây. CHH cộng HOH thì tạo thành CH3. Sẽ đồ đúng nhưng còn rất nhiều thằng khác. Ví dụ như CH3 này, H này cộng nước này, thì dĩ nhiên nó thu được CH3 này, C nối đôi O này, CH3 acetone này. Nhưng nó cũng thu được C2H5 CHO. Bởi vì các em phải hiểu, phản ứng hữu cơ là phản ứng xảy ra theo nhiều chiều, nhiều hướng khác nhau và không theo nhiều chiều, nhiều hướng và thu được hỗn hợp sản phẩm. Nên chỉ qua sự tiến lên cộng nước mới thu được anhít là sai. Vậy mình có số nhận định đúng 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng đáp án B. Em bị mờ. Văn Hoàng bị mờ em. Văn Hoàng bị mờ. Đấy, vì vậy nên dung dịch AgNO3 trong NH3 môi trường 3 giờ này, ankin cháy tỏa nhiều nhiệt cho CO2 lớn nước này, hydro đính vào carbon mang liên kết 3 có tính linh động cao này. Cộng của ankin. Oh sorry, cộng của ankin tuân theo Markovnikov. Sai. Thầy chưa đọc từ không. Vậy là có 3 nhận định đúng. Sorry cả nhà nhé. C. Câu 12. Câu 12. Số đồng phân ankin của C5H8. Đúng là 11C. Thank you Văn Hoàng. Số đồng phân ankin của C5H8 tạo kết tụa vàng với dung dịch AgNO3 trong NH3 là C5H8 mà cộng với AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tụa vàng khi và chỉ khi bọn chúng nó là An1-in. Được chưa? An1-in vậy có nghĩa là liên kết 3 nằm đầu mạch. C5 liên kết 3 nằm đầu mạch 1 này. Mạch C4 này. Đây 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 không được. 2 này. Hết rồi. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. 12A chính xác. Nguyễn Ngọc Độ Quyên chính xác. Nguyễn Thanh Hào chính xác, Doan Thanh Lê chính xác. Các em nhớ là tương tác với fanpage của thầy thật nhiều vào để mà khi thầy live stream ấy, các em còn có thể theo dõi được, các em có thể nhìn được được video live stream của thầy. Nhớ là phải kết bạn với thầy nhá. Sau đó lại inbox cho thầy để thầy gửi tài liệu cho. Được chưa? À, câu tiếp theo, câu 13. Nếu các em thấy hay thì hãy share lại video live stream này. Câu 13. Ankin có khả năng tác dụng với. Các em chú ý nhá, cái video live stream của thầy ấy, thì khi mà live stream xong thì thầy sẽ up lên channel. Khi thầy live stream xong thì sẽ up lên channel Minh Melin này. Đấy. Thì khi mà thầy live stream xong thì sẽ up lên channel Minh Melin. Các em chỉ cần đánh Minh Melin, sau đó các em kích vào channel thầy, xong đặt xem trước nhá. Trong này có rất nhiều video dành cho hóa học lớp 12 với hóa học lớp 11 thầy đang chuẩn bị up lên cho các em nhá. Hiện tại đang có 3.251 người đăng ký rồi. Đăng ký nhớ nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi ra video mới. Đây là một cái chiêu mới nhất của thầy về đồng phân.
được 15.687 lượt xem. Nào, mình có sang câu tiếp theo nhá. Mình có sang câu tiếp theo. Câu số 13. Ankin có khả năng tác dụng với AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tụa màu vàng. Thế mình cứ nhớ là tạo kết tụa màu vàng tương đương với bọn là An1in. Cứ nhớ thầy vậy. An1in. Vậy thì để tạo kết tụa vàng thì không phải chỉ có acetylen đâu, không phải tất cả các ankin, sai. Các ankin có liên kết ba đầu mạch, đúng. An1in. Được chưa? 13YZ. Hệ Uyên nhá. Hệ Uyên nhớ nhá. 13 phải là YZ. Hoàng Thuận đúng rồi. Nguyễn Đức An đúng, Duyên Sally đúng, Trần Văn Linh đúng, Nguyễn Lê Hữu Phước đúng. Chính xác, rất tốt. Hà Nam Ngọc mò đây học hóa cái gì? Câu 14. Câu 14, xe vào nhóm thầy Linh cho thầy. Câu 14, hóa chất là dấu hiệu dùng để phân biệt bút bột in, bút hay in. Mình lưu ý này, bút bột in thì có phản ứng trắng bạc, sorry, bút bột in thì có khả năng tạo kết tụa vàng với AgNO3 trong NH3, còn bút hay in thì không. Thế nên là mình chắc chắn mình sử dụng AgNO3 trong NH3 có kết tụa vàng. Chứ còn KMNO4 thì cả hai thằng đều mất màu nhá. Brom thì cả hai thằng đều mất màu brom nhá. CO2 chẳng hiện tượng gì, có phản ứng cháy bình thường. Được chưa? Sang câu tiếp theo, câu số 15. Các em có muốn tối nay thầy chữa hết chỗ bài này không? Nếu chữa hết thì hãy chấm một cái. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa hết đề này ngày hôm nay thì hãy chấm một nút chấm. Bao nhiêu bạn muốn thầy chữa hết để ngày hôm nay chấm một chấm. Trong lúc mà các em chấm, trong lúc đợi các em, nếu được 20 bạn thì thầy sẽ chữa hết này. Thì thầy đi gửi link driver cho các bạn đã comment cho thầy trong phần. Những bạn nào mà muốn thầy like chữa full đề ngày hôm nay, đây rồi, đã bị chặn. Ừ, thầy đang định là chữa hết cho các em nhưng mà không biết là có bao nhiêu bạn cổ vũ thầy. Bởi vì hiện tại đang bị tụt lượng xem ấy. Đúng không? Đấy, thầy đang muốn chữa hết. Em nhớ xe lại về tường, nhiều bạn ít xe quá. Xem được bao nhiêu xe à? Chấm, nhiều chấm quá. Mình chữa bài tiếp nhé. Câu 15, với chất xúc tác HGS4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp, khi hydrat hóa acetylen thì ta thu được sản phẩm nào dưới đây? Thế thì acetylen này hydrat hóa cộng với H2O. Em nhìn kỹ nhé, thì nó tạo thành này, HC này, nối đôi này, CH này, cắm OH vào đây này, cắm OH vào đây này. Nhưng nhóm OH đính vào carbon không no này, không bền này. OH đính carbon không no không bền, ngay lập tức chuyển lại thành CH3 CHO. Vậy anh này tên gọi là aldehyde acetic. Vậy mình có hydrat hóa acetylen thì mình thu được anhydride acetic. Và cái câu này rất hay thi. Được chưa? Em cần gõ minmyelin là được. Minmyelin là tìm được channel của thằng này. Câu số 16 này. Câu số 16. Cho acetylen tác dụng với HCl. Acetylen C2H2 tác dụng HCl trong 150 độ C đến 200 thì thu được chất X. Vậy là thu được chất là chất CH2 nối đôi CHCl. Đem trùng hợp nhiệt độ áp suất xúc tác thì anh này thu được CH2 CHCl N lần nhá. Vậy thì anh này là gì? Poly vinin clorua. Được chưa? Vậy là chất X của chúng ta là vinin clorua và chất Y là polyvinin clorua, viết tắt là PVC. Đáp án đúng mình là đáp án D. Câu số 17. Câu số 17. Với chất xúc tác. Câu số 17. Đấy, các em giúp thầy đó là may thế, có bạn up cho thầy cái link tài liệu rồi. Ok, cảm ơn Nguyễn Hoàng nhá. Thank you em. Đấy, các em cứ nhanh, các em cứ chia sẻ tài liệu của thầy với link của thầy như này thì chẳng mấy tí mà nhiều bạn biết đến thầy, để mà chúng ta cũng có thể học tốt môn hóa hơn. Câu số 17 này. Câu số 17. Với chất xúc tác HGS4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp,
khi hydrat hóa metin acetylen thì thu được chất nào? Thế mình phải thuộc tên là metin acetylen này. Acetylen H nối 3CH này. Thì metin. Metin thì bỏ thằng này đi. CH3 thì vẽ đây cho dễ nhìn nhá. HC nối 3C CH3 này. Hydrat hóa là cộng HOH. Thế vậy thì có này. HC này. OH sẽ ưu tiên carbon bậc cao hơn và carbon ở giữa. Và do OH đính vào carbon không no thì không bền, ngay lập tức nó chuyển thành H3C, C nối đôi O, CH3. Tên nó là aceton. Này, ancol vứt. Acid acetic vứt này. Anhid acetic vứt này. Aceton mới đúng. Đáp án đúng đáp án D nha. Văn Hoàng tốt, chính xác đấy, D. Nhiều bạn bị nhầm này. Nguyễn Thái Hà bị nhầm này. Văn Hoàng ban đầu tiên vẫn nhầm này. Nguyễn Đức cũng nhầm này. Đấy, nhầm thì không sao cả. Một lần nhầm là một lần nhớ. Một lần nhầm là một lần nhớ, các em nhớ. Câu nói là thầy là một lần nhầm là một lần nhớ. Câu 18. Vinin acetylen. Acetylen này. Vinin này. Đây, anh này. Đây chính là anh vinin acetylen. Tác dụng hydro. Xúc tác phở dê trên phở bò. Thế thì xúc tác này làm gì? Xúc tác này là chỉ đưa liên kết 3 về liên kết đôi. Nhớ nhé, đặc điểm của xúc tác này là chỉ đưa liên kết 3 về liên kết đôi. Thế thì dẫn đến điều gì nhỉ? Khi mà nó chỉ đưa liên kết 3 về liên kết đôi ấy, vậy ta được này. C nối đôi C này. Gạch C này. Nối đôi C này. Đấy nhá. Vậy là ta thuộc anh này là gì? Butadien. Đáp án đúng đáp án C. Câu 19. Có 3 chất khí, chỉ dùng dịch brom thì nhận biết được mấy chất? Thế thì C2H6 là ancan này. C2H4 là anken này. C2H2 là ankin. Rất nhiều bạn bị lừa câu này. Nếu chỉ dùng brom này thì anh này không mất màu này. Anh này mất màu này. Anh này mất màu này. Và nhiều bạn chọn ngay là chỉ thu được 1. 1 là sai. Đáp án A là đáp án sai. Mà mình chỉ thu được 3. Tại sao nhỉ? Tại vì một anh CH4 này ăn có một brom, anh này ăn 2, nên dẫn đến một điều rằng là cái anh CH4 này mất màu ít hơn và anh CH2 mất màu nhiều hơn. Cùng một lượng thể tích. Nên đáp án đúng phải là C. Câu 20. Ở điều kiện nhiệt độ thích hợp, hai phân tử acetylen cộng với nhau để tạo ra gì? Đấy, Trần Văn Vi bị lỗi này. 19 vị IC. Ba chất như thầy vừa phân tích nhá. Vì là với cùng một thể tích CH4 và CH2 thì CH2 là mất màu brom nhiều hơn, CH4 là mất ít hơn. Được chưa? Đấy. Thì vậy mình nhận biết được cả ba. Thằng này không, thằng này mất màu ít, thằng này mất màu nhiều. Câu 20. Ở điều kiện nhiệt độ thích hợp, hai phân tử acetylen cộng với nhau tạo thành sản phẩm nào sau đây? Hai phân tử acetylen đây này, HC này nối 3CH này cộng với HC này nối 3CH này cộng với nhau thì tạo thành này. Tạo thành nhá. Các em non thầy cộng nhé. Thầy coi thằng hợp phần này là X này. Thầy có thằng H cắm ở đây này. Hợp phần này cắm ở đây này. Vậy thì có này. HC nối 3C này. Gạch. Được chưa? Cắm ở đây. HC nối đôi CH2. Và anh này là gì? Đây là nhóm vinin. Đây là acetylen. Hay thầy viết ngược lại là H2 này. C này nối đôi này, C này. C nối 3 này, CH. Vinin acetylen. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. 20 D, chính xác. Blue trắng, trà như nghĩa lỗi mất rồi. Không phải đi vinin đâu. Văn Hoàn, chính xác rồi. 20 D. Mình có thằng câu tiếp theo nhé. Anh Đức rất tốt. Tốt đấy. Nay thì mình làm hết phần bài tập thôi nhé. Mình làm hết đến phần ứng dụng thôi, lý thuyết thôi. Buổi sau mình sẽ chữa sang phần bài tập. Đấy chưa? Hôm nay thầy làm với các em đến hết phần lý thuyết. Buổi sau mình bắt đầu mình sang phần bài tập nhé, cho nó dễ. Câu tiếp theo, câu số 21. Để tinh chế CH4 có lẫn SO2, CH4, CH2. Thế tinh chế CH4 phải dùng một chất là hấp thụ hết các ba chất này. Hấp thụ hết. Vậy dùng một chất là hấp thụ hết cả ba chất này. Thế nó phản ứng hết cả ba chất này. Brom thì ăn được SO2,
ăn được CH4, ăn được CH2. Được. Cam ở đầu 4 có ăn được cái bảng này. CH có này lần chỉ ăn được S2 loại. Cam ở đầu 4 ăn được. Đúng không? Bro cũng ăn được. Nhưng mà đây cái bro mà cam ở đầu 4 là đẹp nhất. Đáp án đúng đáp án này. Thầy trường Nguyễn Lê Hữu Phước rất tốt. Câu 22. Câu 22. Có bao nhiêu đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C6H10 mà có phản ứng với dịch AgNO3 trong N3? Ankin nhé. Vậy thì chắc chắn nó phải là A1-in. C6H10 là gì? Thầy thấy vẽ mạch C6 này. Một anh này. Mạch C5 này. Đây không được, đây không được, đây không được. Hai anh này. Số 1, anh số 2 này. Vẫn mạch C5 tiếp này. Hai đầu này giống nhau nhé. Anh số 3 này. Mạch C4 này. Đây, 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 không điền đến kết 3 này. Vậy chỉ còn một C4 nữa thôi. Đây, 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 không điền được. Đây là anh số 4 này. Vậy tổng cộng mình có 4 anh đồng phân của C6H10 mà có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong đợt này. Đáp án đúng đáp án B, 4. Nha. Câu 23. Trong phân tử vinin acetylen, số liên kết sigma và số liên kết pi. Thế thì vinin acetylen thì mình phải vẽ được, được tạo thành bởi từ nhóm vinin thì có nối đôi này, C này, acetylen nối 3 này. Thầy vẽ nốt hydro này nhé. H này. H này. H này. H này. Vậy đến thôi, đến cái pi này, 1 2 3 3 pi. 3 pi. Ok. Số sigma này. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sigma. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Ok, 2 3 C. Viên Sky đúng. Duyên Sally đúng chính xác. Câu 24. Cho sơ đồ phản ứng CH4. CH4 thì các em chú ý CH4 1500 độ C. Thì nó tạo thành CH2. Được chưa? CH2 nhiệt độ áp suất xúc tác. Thì như mình biết là nó tạo thành vinin acetylen. Đúng không? Khi cộng với nhau. Anh này cộng với lại hydro. Xúc tác phở dê trên phở bò CO3 thì tạo thành butadien. Và butadien thì nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành cao su bun này. Vậy các chất lần lượt của mình là chất X là CH2. Được. Chất Y là vinin acetylen. Butan vứt, butadien vứt, vinin cloro vứt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Bao nhiêu bạn trả lời đúng nhỉ? Trà Như Khuyên, Tiến, Sky, Ngọc, Nhật, Phương, Dung, Văn, Hoàn. Rất tốt. Mình sang câu tiếp theo, câu số 25. Câu số 25. Để thu được acetylen thì người ta dùng cách CH4 1500 độ C vẫn được nhé. CaC2 cộng nước để tạo thành CH2 được nhé. Carbon cộng hydro không được. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Cả AB đều đúng. Câu 26. Từ acetylen có thể điều chế trực tiếp được acetylen thì mình vừa nãy điều chế trực tiếp được vinin acetylen được. Vinin clorua cộng hydro cộng HCl được. Anhydr acetic được. Đáp án đúng mình là đáp án dễ. KBC. Câu 27. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Xong câu 27 này thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào một ngày đẹp giời. Canxi các vua còn được gọi là đất đèn vì sao? Nào các em thì cùng comment cho thầy nào. Canxi các vua được gọi là đất đèn vì sao? Vì sao mà canxi các bùa lại được gọi là đất đèn? Tại sao canxi các bùa lại được gọi là đất đèn? Câu này khó phết. Không mấy bạn biết được câu này đâu. Thật luôn. Thật chứ bộ. Ui. Biết ngay mà. Âu, âu, âu. Tại sao nhỉ? Tại sao nó được gọi là đất đèn? Được Nguyễn Ngọc Hiếu comment này.
Cháy huy tạo ngọn lửa sáng chói, không cháy. Canxi carbua không cháy. Tự phát quang không. Nên cả AB đúng sai. Có khả năng tạo thành CH2 dùng để thắp sáng, chính xác. Ngày trước người ta dùng CH2 dùng để thắp sáng. Đáp án đúng, đáp án B. Ok. Thực ra chúng ta còn phần bài tập. Đúng không? Còn phần bài tập. Nhưng phần bài tập thì có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp lại các em. Cả nhà vào tối thứ mấy mà khi mà các em share được video lên đến 500 share thì thầy sẽ live stream tiếp cho các em. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà.